Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Anatoly Slivko là một cựu binh Liên Xô, là bố của hai đứa trẻ và là người đứng đầu câu lạc bộ thiếu niên dành cho các bé trai tuổi teen. Anatoly rất được mọi người trong cộng đồng yêu mến và chẳng ai biết được tội ác đáng kinh tởm của gã đàn ông này trong suốt 20 năm. Năm 1961, Anatoly khi đó mới 23 tuổi đã tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn giao thông. Gã tài xế say xỉn đã tông xe vào một nhóm người và giết chết một bé trai. Đứa trẻ khi đó đang mặc đồng phục của đội thiếu niên tiền phong. Tương tự, hướng đạo sinh hấp hối từng hơi thở giữa ngọn lửa và khí ga nồng nặc trong không khí. Các nhân chứng tại hiện trường không tránh khỏi cảm giác xót xa, nhưng bằng lý do nào đó, cảnh tượng kinh khủng kia lại khiến Anatoly rất thích thú. Chính sự phấn khích đó đã gây hại cho không ít các nam thiếu niên trong tương lai. Hai năm sau, Anatoly trở thành thủ lĩnh của câu lạc bộ thiếu niên địa phương và đây cũng là nơi để hắn thực hiện hành vi tội ác của mình. Trong suốt 22 năm tiếp theo, Anatoly không ngừng tiếp cận và kết bạn với 1 đến 2 nam thiếu niên trong một năm và lợi dụng họ để được sống lại cảm giác thỏa mãn khi chứng kiến vụ tai nạn năm nào. Dù vậy, chẳng ai mảy may nghi ngờ hắn. Chức danh thủ lĩnh câu lạc bộ địa phương trở thành một vỏ bọc hoàn hảo để che đậy mọi thứ tồi tệ mà Anatoly đã làm với các nạn nhân. Cụ thể, Anatoly làm mọi thứ để giúp các thiếu niên trở nên tự tin hơn. Anatoly mời các nạn nhân tham gia đóng bộ phim quay trong rừng do chính hắn thực hiện. Các thiếu niên vì đặt trọn niềm tin vào thủ lĩnh nên họ lập tức nhận lời. Tại nơi ghi hình, Anatoly sẽ yêu cầu các chàng trai tham gia một cuộc thử nghiệm. Sau đó, hắn chậm chậm treo nạn nhân lên cây đến khi họ mất đi nhận thức. Sau đó, Anatoly bế các chàng trai nằm dưới đất rồi tự sướng. Mỗi lần như vậy, Anatoly đều không quên dùng máy quay ghi hình lại để hắn có thể xem lại bất cứ lúc nào. Khi đã xem chán một đoạn phim, hắn lại tiếp tục đi tìm nạn nhân mới. Hầu hết các nạn nhân đều không nhớ được chuyện gì đã xảy ra nên chẳng ai biết điều gì thật sự đang xảy ra trong câu lạc bộ thiếu niên của Anatoly. Trong hơn 2 thập kỷ, Anatoly đã dụ dỗ được tổng cộng 43 chàng trai đi cùng với hắn vào rừng, nhưng chỉ 36 người trong số đó còn sống sót trở về. Thỉnh thoảng, Anatoly đưa mọi thứ đi xa hơn. Để sống lại cảm giác thỏa mãn từng có khi chứng kiến vụ tai nạn nhiều năm trước, Anatoly treo nạn nhân lên cây cho đến khi họ tắt thở. Sau đó, Anatoly phân xác, tưới xăng và đốt thi thể nạn nhân. Chỉ trong vài năm, không ít thành viên trong câu lạc bộ của Anatoly biến mất, nhưng phải mất một thời gian dài, cảnh sát mới có thể bắt giữ gã đàn ông này. Không ai có thể tưởng tượng được rằng một người đàn ông được mọi người yêu mến và kính trọng là có thể gây ra tội ác tày trời như vậy. Ngày 2 tháng 9 năm 1985, nạn nhân cuối cùng của Anatoly, thiếu niên Sergei Pavlov, 13 tuổi, biến mất. Trước khi rời đi, Sergei đã nói với một người hàng xóm rằng em sẽ đi quay một đoạn video cùng với Anatoly. Tháng 11 năm 1985, trong quá trình điều tra về vụ mất tích của Sergei, công tố viên Tamara Lankova đã có phát hiện đột phá. Tất cả các thiếu niên mất tích đều là thành viên của câu lạc bộ do Anatoly làm thủ lĩnh. Thế là cuối cùng, cơ quan chức năng cũng xác định được nghi phạm chính trong vụ án này. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm được bằng chứng tố cáo tội ác của Anatoly cho đến khi họ tiến hành phỏng vấn các cựu thành viên của câu lạc bộ thiếu niên. Nhiều người cho biết họ đã tham gia vào cuộc thử nghiệm của Anatoly. Sau đó, cảnh sát tiến hành lục soát câu lạc bộ của Anatoly và phát hiện một căn phòng bí mật chứa đựng nhiều đồ vật thuộc về các nạn nhân và các cuộn phim ghi lại hành vi bệnh hoạn của gã đàn ông. Trong đó là hình ảnh của các thiếu niên bị treo lơ lửng trên cây, một số sống sót, một vài người thì bỏ mạng. Anatoly chính thức bị bắt giữ vào tháng 12 năm 1985. Anatoly bị cáo buộc nhiều tội danh từ xâm hại tình dục đến giết người. Với sự hợp tác của Anatoly, cảnh sát đã có thể tìm được thi thể, dù là không còn nguyên vẹn, của 6 trên 7 nạn nhân chết dưới tay hắn. Tháng 6 năm 1986, Anatoly bị kết án tử hình trước khi bị xử bắn vào ngày 16 tháng 9 năm 1989.
Là thân tín tin cậy bên cạnh vua Quang, hậu phi, thái giám nhận được nhiều sủng ái của chủ tử. Để có thể bước chân vào thứ nghề này, những người đàn ông lựa chọn con đường ấy sẽ phải trải qua quá trình tịnh thân đầy đau đớn và nguy hiểm. Thế nhưng thực tế mà nói, tiền đồ của thái giám không hề đen tối mà trái lại vô cùng sáng lạn, mặc dù cuối đời cô độc. Từ thời nhà Tần đến thời nhà Thanh, thái giám đã trở thành một tầng lớp không thể thiếu trong hoàng cung của các vương triều phong kiến Trung Hoa. Trên thực tế, thái giám chịu nhiều tuổi khổ, chỉ khi lên quản sự hoặc tương bậc quan tam phẩm thì mới yên ổn hưởng vinh hoa bổng lộc. Trong số đó, tiêu biểu phải kể tới đại thái giám đầu tiên xuất hiện vào thời nhà Tần là Triệu Cao. Triệu Cao chẳng những được Tần Thủy Hoàng tín nhiệm mà còn có thể chi phối cả Tần nhị thế. Tương tự như vậy, một đại thái giám khác xuất hiện vào cuối thời nhà Minh là Ngụy Trung Hiền, thậm chí còn được không ít người gọi là Cửu Thiên Tuế hay thái giám Lý Liên Anh khuynh đảo triều thần dưới thời Từ Hy Thái Hậu. Tuy nhiên, khoan nói đến chuyện tiến thân thần tốc, ngay cả khi không có cơ hội đứng ở vị thế cao thì những thái giám bình thường cũng có mức thu nhập được coi là ngưỡng mộ. Ở triều đại nhà Thanh, thái giám được chia làm 20 bậc, càng có phẩm cao thì càng có nhiều quyền lợi. Thái giám chia làm 3 loại, thái giám bình thường, thái giám thủ lĩnh và thái giám tổng quản. Thái giám tổng quản lương tháng là 8 lượng bạc, khoảng 14 triệu và 8 đấu gạo. Đối với thái giám thông thường thì con số này ở mức 2 lượng bạc, khoảng 3,5 triệu đồng và 2 đấu gạo. Thế nhưng sự thật là nguồn thu của các thái giám không chỉ dừng lại ở lương bổng công khai. Trên thực tế, họ còn được xem là cầu nối giữa vua và phi tử. Bởi vậy, hậu cung vô cùng thoáng tay khi muốn lấy lòng thái giám. Không ít phi tử sẵn sàng bỏ hầu bao đá quý, vàng thỏi, thậm chí ngọc ngà châu báu để hối lộ thái giám. Con số này không thể đong đếm được. Ngoài ra, khi hoàn thành nhiệm vụ mà chủ tử giao cho, những thái giám này sẽ còn có cơ hội được thưởng tiền hoặc ngọc bội quý giá. Đặc biệt, thái giám còn được biết tới là người truyền tin của hoàng thượng đến với các đại thần. Vì vậy, mỗi lần đi truyền thánh chỉ, tầng lớp này cũng sẽ có nguồn thu nhập không công khai nhưng vô cùng hậu hĩnh. Các quan viên sau khi nhận thánh chỉ đều sẽ biếu thái giám tiền trà nước để duy trì mối quan hệ, do hỏi thông tin hoặc nhờ họ nói đỡ dăm ba câu với nhà vua. Số tiền này có khi lên tới cả ngàn lượng bạc, hoặc ít thì cũng khoảng 40-50 lượng. Có thống kê chỉ ra rằng, chỉ tuyên đọc thánh chỉ, thái giám ngày xưa có thể thu về tới 200.000 nhân dân tệ, khoảng 680 triệu đồng. Thái giám nếu khôn khéo bước đi trên con đường cung cấm, hoàn toàn có thể kiếm được khối gia tài mà thường dân bách tính thời ấy cả đời không dám mơ tới. Do đó, mặc dù bị xem là tầng lớp nô bộc trong hoàng cung, thế nhưng các thái giám thời xưa cũng có không ít cơ hội để thu về tiền bạc, quyền lực, địa vị hay thậm chí là còn đem lại vinh quang cho gia tộc của mình.